Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án là Action. Ăn chia tổng giải thưởng là 420.000 token sớm nha các bạn. Thì dự án này nó có đối tác là MSC nè các bạn, thì Giao Maker nè các bạn, Antet nè, RC8 Cat Token nè các bạn. Thì đối tác của nó rất là nhiều luôn nha, nhiều đối tác luôn nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click xuống link mô tả dưới video của mình mở link form các bạn. Thì mình giới thiệu qua dự án này thì sẽ có 4.000 winner may mắn thôi nha các bạn, để nhận được token sớm thôi nha các bạn. Thì hình như là mỗi người, mỗi winner sẽ nhận được 4.000 token sớm nha các bạn. Number winner 4.000 chứ, sorry các bạn, 4.000 mà chia cho 420.000 token chia cho 4.000 đó các bạn. Rồi thì các bạn click link mô tả của mình, các bạn full name thì mình ghi vào các bạn email đó các bạn. Các bạn enter tiếp quay dòng này thì khá là dễ dàng nha bạn. Rồi video đầu tiên các bạn join tiếp kênh Telegram channel nữa nè. Rồi các bạn join sao nha các bạn. Sao mà các bạn lót cái xìu của ta. Rồi sau khi các bạn join sao xong thì các bạn copy username Telegram của mình nha các bạn. Bạn dán vô đây. Rồi tiếp tục con join group này các bạn. Có group chat không? Không có group chat các bạn. Đang chờ chút xíu có hiện group chat không ạ? Coi không hiện group chat thì bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn dán username mình đây. Bấm mail hơi son channel. Rồi tiếp tục follow từ Twitter nữa các bạn. Rồi xin từ Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Đây em đã theo dõi rồi. Rồi các bạn liên hệ username tại Twitter của mình nha các bạn. Cộng win VNNH9 nha các bạn. Rồi các bạn nghe ai follow nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đi bot submit link URL. Rồi các bạn đăng test nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở tại Twitter của tất cả bạn ra đi các bạn. Rồi mở username tại Twitter giống như một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Nhấn vào đây. Rồi các bạn bấm mail heo tweet nha các bạn. Rồi tiếp tục retweet cái nữa các bạn. Đăng like nè. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cũng submit. Này submit gì ta? Submit tại Twitter username mình nha các bạn. Retweet. Retweet. Đây thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đi bạn. Cộng win VNNH9. Rồi các bạn bấm mail hiệu sinh channel nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit địa chỉ với bên bia smart chain bet20 trên dưới metamask nha các bạn. Đang vào đây. Rồi các bạn bấm confirm enter nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join Discord subscribe Reddit nè. Để mình subscribe cái Discord trước đi các bạn. Discord mà làm sao nha các bạn. Rồi trên Discord thì trên cái Discord mà follow nè. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn subscribe username get Discord. Bạn nhấp 3 gạch cùng nè. Như bạn nama ta của mình nè. Copy username get Discord mình nha các bạn. Rồi dán vô đây. Subscribe nha các bạn. Rồi tiếp tục join Discord. Trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Sao mà Discord nó quay vòng vòng vậy ta? Các bạn chấp nhận là mời không? Các bạn bấm vào một verify các bạn. Một relate nữa các bạn. Rồi sorry các bạn gì copy username Discord mình đây thôi các bạn. Đây các bạn chọn vào Việt Nam đi các bạn. Các bạn chat một câu đi. Hi hi. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi bạn dán username mình đây nha các bạn. Sao nó dán hoài ta. Rồi bạn dán username mình đây nè. Để xong rồi bắt up lên nè.
Trời. Rồi, bấm anh em son nha bạn. Tiếp tục follow fanpage Facebook nữa nè. Máy sao nó chậm như người ta. Trên Facebook nó bạn thích nha các bạn. Rồi bạn theo dõi luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục thì bạn khai báo cái link form cộng đồng luôn nha các bạn. Thì cái link form này có đây phần link mô tả với video luôn các bạn. Các bạn nhấp lên vào link form này nè. Các bạn duyệt khai báo thôi các bạn. Đây là dòng cộng đồng nè. Rồi các bạn cũng son tiếp kênh Telegram đó nè. Cho gọi hết đi. Twitter. Rồi các bạn theo dõi hết rồi các bạn. Kiểm tra lại thôi các bạn. Tiếp tục like và retweet bài viết bài này nè các bạn. Like, tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền địa chỉ email cho các bạn vào nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền username tại Twitter cho các bạn. @winvnn9. Tiếp tục submit link retweet nha. Thì bạn mở Twitter cho các bạn ra nè. Coi nhập avatar, nhập một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bài bạn Twitter nha các bạn. Sao chép liên kết. Dán lại đây. Tiếp tục các bạn điền username Telegram tất cả các bạn nha các bạn. Lên you Twitter review. Đây mình chưa follow Twitter nữa nè các bạn. Bạn theo dõi nha các bạn. Like Twitter luôn. Cái này nó kêu cái liên kết gì. Rồi các bạn chia sẻ cái bài Twitter này nha các bạn. Các bạn sao chép liên kết dán vô đây luôn đi các bạn. Follow review. Liên to you review. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ bên bi sở mát chen bet20 trên chút led của các bạn nha các bạn. Sao chép dán vào đây để mình kiểm tra lại có đúng không cho bạn. Rồi các bạn chìa của mình gửi là xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Assistant gì vậy? Kindle iDrop đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.